Hello shop đồ si, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên em sẽ lên cho bác những mẫu giày công sở với lại những mẫu giày thể thao nhé. Đặc biệt thì em còn hai cái dây thắt lưng thì em cũng sẽ lên luôn cho các bác luôn ha. Và các bác cũng biết rồi, khi các bác mua hàng bên em thì các bác nhắn tin gọi điện số Zalo em đã để trên màn hình các bác nhé. Và đặc biệt thì bên em luôn ưu tiên lúc nào cọc và chuyển khoản thì bên em sẽ đi đơn. Bên em thì luôn luôn là miễn ship các bác nhé. Đây, như đôi đầu tiên thì em sẽ lên cho bác một đôi giày màu đỏ gạch đúng không này, màu đỏ gạch giúp em nhé. Đây, cực kỳ đẹp luôn, hoa văn họa tiết đúng không này. Đó, bao đẹp luôn ha. Đi mấy cái đôi này thì cực kỳ là đầm chân đúng không này, cực kỳ là đầm chân giúp em nhé. Đây, form này, gót đằng sau này đúng không này, cực kỳ là đứng form luôn ha, không hề bị mất form một xíu nào luôn. Như cái phần đằng trước này đúng không này, cái phần đầu mũi á, thì nó hơi bị kiểu người ta đi lại thì nó hơi nhăn một xíu ở cái phần đầu này một thôi, đầu một xíu thôi nhé. Tại vì giày bên em là giày si đúng không, giày si nên là nó cái người ta nói chung là hàng qua sử dụng rồi, nên là nó sẽ kiểu hơi bị phần một xíu cái phần đầu gót, cái đầu mũi một xíu thôi, còn lại tất cả mọi thứ đều ok hết các bác nhé. Đây, bên trong cũng này, bên trong cũng lót da toàn bộ cho em ha. Đây, cái số mã với cái gì số của đôi giày bên trong này cũng này, lót da toàn bộ cho em ha. Đây, đi mấy cái đôi thì cực kỳ là đầm chân luôn, màu thì màu đỏ gạch cho em nhá, màu đỏ gạch này. Trời ơi, lên nói chung là đi mấy cái đôi này lên form thì bao đẹp cho các bác luôn ha. Đây, được khâu luôn các bác nhé, được khâu luôn các bác này. Đây, các bác nhìn giúp em này, được khâu luôn cho em ha. Đây, cái nốt chỉ các bác này, con này là size 42.5 giúp em nhé, size 42.5, size cũng size to các bác này. Thực sự là mấy cái đôi mà size to thì cực kỳ là hiếm luôn, nên bác nào mà mình có chân mà hơi to một xíu thì mình nhanh tay chốt cho em này. Đây, em bán con này cũng chỉ hơn 400k một xíu thôi, 485 nhé, mà còn được bao ship tới tận nhà cho bác luôn. Mã là T390. Đây, đế là bằng da đúng không này, đế là bằng da và được khâu đế rất chắc chắn luôn giúp em ha. Đây, người ta đã dán sẵn cho bác một lớp topi rồi, các bác mua về các bác chỉ việc mang đi thôi. Đó, quay rất cận chất cho bác luôn này, màu đỏ gạch rất là đẹp luôn các bác ơi. Đi mấy cái đôi này bao sang trọng cho bác luôn nhé. Đó, cực kỳ là đẹp luôn, mà chỉ hơn 400.000 một xíu các bác ơi, hơn 400.000 mà các bác sở hữu được một đôi giày giày tây giày công sở này, bao đẹp các bác này, giá cực kỳ rẻ luôn, bao rẻ bao nói chung là bao ship tới tận nhà các bác nhé, bao kiểm tra hàng trước khi các bác nhận hàng luôn. Đây, đằng sau chỗ này thì nó có bị một cái chấm nhỏ nhỏ các bác nhé, một chấm chấm gì nhỏ nhỏ đằng sau gót này các bác này. Đó, mình phải quay nhìn cận chất thì mới thấy được các bác ơi. Đây, chỉ 485 cho em nhé, mã là T390. Đây, nên bác một đôi giày màu đen này. Đó, đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng lịch lãm các bác ha. Đây, các bác nhìn này, form rất là đẹp luôn, mũi là kiểu mũi nhọn đúng không bác, mũi nhọn nhọn, form tròn đúng không này. Đây, cái chất da là bao đẹp luôn cho bác luôn, quay cận chất cho bác này. Đây, từng đường kim mũi chỉ rất là sắc nét các bác nhá. Như con này thì ở cái phần này các bác này, nó có kiểu co giãn á, là khi mà mình mang vào thì nó sẽ giãn cái phần này ra, là mình mang vào rất là dễ mang đúng không ơi, cực kỳ là dễ mang các bác nhá. Đây, được may rất chắc chắn luôn, cái form chất da này, trời ơi, bao mềm mịn, bao đẹp luôn, mà form rất là đứng form nhá, chất da mềm nhưng mà không, nó không bị nhờ nhão hay là bị mất form nhá. Đây, các bác nhìn này, người ta còn may cái đường đằng sau này để giữ form cho đôi giày này. Đó, cái gót thì khoảng 2 đến 3 phân các bác ha, 2 đến 3 phân cho em. Đây, con này em bán cho bác chỉ 350 thôi ơi. Đây, giá quá rẻ nhá, form đẹp như thế này mà chỉ có 350 các bác này. Đây, các bác nhìn thấy không, cực kỳ đẹp luôn cái form giày này, bao đẹp bao chuẩn cho bác luôn, nên chân là bao đẹp quá ha. Đi nói chung là mấy con này các bác có thể là phối cái bộ sút hoặc là bộ tây cái gì bộ tây gì đó các bác này. Đó, đi cực kỳ là sang trọng luôn. Đó, các bác nhìn cái kiểu dáng có đẹp không ạ, cực kỳ đẹp luôn, mà chỉ có 350, size 40.5 giúp em nhé, mã là T391, 350 thôi, cực kỳ rẻ luôn. Đây, cái form bên trong này, nó được thêu cái gì, thêu hay là cái gì logo ở bên trong này giúp em nhé, lót ra toàn bộ này. Nhiều khi là mấy cái đôi giày hàng si ấy bác, thì em luôn phải nói trước với các bác là nhiều khi là cái lòng lót ở bên trong á, nó chỉ bị lót ở bên trong thôi. Nhiều đôi thì kiểu cái lớp lót ở bên trong thì nhiều khi nó bị chầy hoặc bị xước một xíu thì cũng không sao nhá. Tại vì hàng si bác ơi, hàng si mà với lại bên trong thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến bên ngoài ha. Đây, bên trong lót da toàn bộ này. Đó, cái lớp lót đế là cũng bằng da luôn giúp em nhé. Form cực kỳ là đẹp luôn. Đó, màu sắc nói chung là đơn giản các bác ơi, đơn giản chỉ 350 thôi em, 350 mã T391 các bác nhé.
đôi này một đôi màu kiểu màu vàng vàng bò các bác này. Trời ơi, cái chất da này các bác này, trời ơi bao đẹp bao xịn cho bác luôn. Đường may thì được may kép quá ha, may kép may hai đường rất là chắc chắn và tỉ mỉ luôn giúp em này. Hoa văn họa tiết ở cái phần đầu mũi nào, thiết kế là đầu mũi bo tròn giúp em nhé, thiết kế đầu mũi bo tròn giúp em này. Đi mấy dòng này là cực kỳ sang luôn, màu thì bao đẹp cho bác luôn này. Đó, các bác mà phối với bộ sút, bộ tây, bộ âu, nói chung là mấy bác, nhất là mấy bác dân văn phòng này, đi mấy con này thì sẽ cực kỳ sang quá ha, cực kỳ sang luôn, mà giá thành cực kỳ rẻ nhá. Khi các bác chơi hàng si thì các bác sẽ luôn luôn được một cái đôi giày cực kỳ, nói chung giá thành cực kỳ rẻ luôn. Không bao giờ mà các bác khi mà các bác đã chơi hàng si á thì các bác không thể so sánh với hàng mới nhá. Như nhiều bác thì bảo là ủa sao giày cũ quá vậy, giày giày si các bác, giày si này là không thể so sánh với giày mới được, nó sẽ, nên là các bác nào mà mình mua, mình đã chơi hàng si thì mình phải chấp nhận mấy cái đó các bác nhé. Như giày si thì các bác mua về các bác cũng có thể là mình đánh một ít si hoặc mình mang ra tiệm để người ta hấp hoặc là người ta tân trang lại một xíu cũng được này. Đó, tại vì giá thành cực kỳ rẻ luôn, chưa bằng một nửa giá của con một đôi giày mới nhá, chưa bằng một nửa luôn đó, nên các bác có thể mang ra tiệm hấp hoặc là để người ta tân trang lại cho mình các bác ha. Đây, đấy là bằng cao su các bác giúp em nhé. Đó, một con của Ý này, một con của Ý mà em bán cho bác chỉ 300k, các bác thấy rẻ không ạ, cực kỳ rẻ luôn nhé. Size 41.5 giúp em, mã T392. Và khi các bác mua giày á, thì các bác nếu mà mình có thắc mắc về cái số đo chân của mình thì các bác chịu khó nhắn tin số đo gửi qua cho bên em để bên em đo kỹ hơn, để tránh mình mang bị chật hoặc bị rộng quá các bác ha. Đây, một con của Ý giúp em nhá, một con của Ý đây các bác này. Đây, một con của Italy giúp em này. Đế con này đã được người ta giá một lớp top bi rồi các bác ha. Các bác mua về chỉ việc mang đi thôi. Một form cực kỳ đẹp luôn này. Mấy bác mà trung tuổi, trung niên đi các bác này. Đó, đi mấy con này thì bao hợp luôn các bác nhá. Bao phù hợp, bao đẹp luôn này. Cái form thì cực kỳ là đừng form luôn ha. Đế khoảng 2 hoặc 3 phân đi các bác ơi. Đế khoảng 2 3 phân các bác nhá. Đế là bằng đế da giúp em. Đó, dòng đế da các bác này, đế da 41.5 cho em ha. Đây, tiếp theo đây bác một đôi giày lười các bác này. Một đôi giày lười chuông các bác ha. Đây, một đôi thương hiệu Cardin đây các bác này. Cardin gì đây các bác này. Đây. Đó, một đôi hàng hiệu VIP giúp em nhá, dành cho mấy bác mà dân mà doanh nhân, dân lãnh đạo gì đây các bác này. Đó, mình đi mấy cái đôi này là người ta sẽ biết là mình đi cái dòng hàng VIP, hàng cao cấp quá ha. Thương hiệu Cardin cho em này. Trước khi các bác mua hàng, các bác cứ thử search trên Google cho em các trang mạng bán hàng mà thương hiệu Cardin giày nổi tiếng cho em ha. Đó, đi mấy cái con này thì thực sự là rất là sang trọng luôn. Thiết kế của nó cực kỳ là sang trọng quá nhá. Các bác nhìn thấy không ạ, cái thiết kế giày lười chuông quá ha. Cực kỳ sang trọng và thời thượng luôn cho em này. Đó, đi mấy con này thì cực kỳ là bền nhá. Đi cực kỳ là bền luôn. Đó, dòng hàng hiệu, hàng VIP cho em này, dành cho mấy bác mà dân sành điệu ơi, dân sành điệu này. Đó, thiết kế cực kỳ là sang luôn. Đấy, đi mấy đôi này thì sẽ toát lên cái rất là đẳng cấp các bác nhá, cực kỳ đẳng cấp luôn. Thương hiệu Cardin cho em nhá, em đã quay rất kỹ cái tên thương hiệu luôn. Đấy, ở phần đế người ta cũng in cũng kiểu người ta ấy cái tên tên thương hiệu đúng không nhá. Đấy, có nhìn kỹ cho em này. Đó, em quay rất kỹ luôn cái form của bác này. Trời, cái form cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nhá. 585 cho em. Giá cực kỳ rẻ luôn. Các bác cứ thử, trước khi mua các bác cứ thử search trên Google trước rồi các bác hẳn đặt đúng không nhá. Rồi, giá thành cực kỳ rẻ luôn, chỉ 585.000. Đó, chưa bằng 1/3 đúng không ơi. Cực kỳ rẻ lắm nhá. Size 42.5 cho em. Mã T393. Đây. Giày lười chuông các này. Đó, các bác nhìn cái dây xích ở đây không ạ? Cực kỳ đẹp luôn ha. Đây, thiết kế giày lười chuông này. Dòng cao cấp thì các bác nhìn rất là khác biệt với cái dòng giày hàng thường nhé. Giày thường đó, nó sẽ toát lên cái vẻ thời thượng sang trọng đẳng cấp cho bác luôn. Các bác nhìn cái form cực kỳ đẹp không ạ? Mấy bác mà còn xài thì nói chung là dùng thêm một cái túi kẹp nách nữa cho em. Trời ơi, bao sang luôn. Bao sang trọng hiện đại giúp em ha. Đây, bên trong cũng lót ra toàn bộ đây con này. Đây, cái số mã cái đôi giày bên trong cũng nhé. Đây, cái gì Ferry Cardin giúp em ha. Đó, em bán cho bác chị hơn 500k một xíu thôi. Size 42.5. Đây, tiếp theo lấy bác một đôi giày làm kiểu thuộc dạng kiểu là da đan cũng này. Đó, nói chung là cái hàng mà da đan thì nó sẽ khác với cái dòng da kiểu nguyên miếng, nguyên tấm gốc nhá. Tại vì người ta phải tốn thời gian để người ta đan với cái da lại với nhau. Đây, các bác nhìn giúp em này. Trời ơi, đi mấy đôi này thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, màu là màu nâu giúp em ha. Màu nâu này. Đan cực kỳ là đẹp luôn. Đây, họa tiết hoa văn các bác này. Trời ơi, bao đẹp luôn. Form thì rất là đứng form quá ha. Form rất là đẹp luôn.
chỉ 300k thôi. Đấy, một đôi da đan như thế này mà chỉ có 300 ngàn thôi. Đó, bên em bán giá cực kỳ rẻ quá ha, cực kỳ rẻ luôn cho bác luôn nhé. Tại vì dịp Tết cũng sắp tới rồi, nhu cầu mua hàng của bác rất là nhiều, mà các bác còn phải mua sắm rất là nhiều thứ các bác nhé. Mà bên nên là bên em bán với giá cực kỳ rẻ cho bác, để các bác phục vụ nhu cầu là dịp Tết là các bác đi mấy cái dòng này cũng rất là ok này. Đó, mình đi ví dụ mà đi mấy cái dòng này, đi sang nhà họ hàng chúc Tết hoặc là đi đến gặp đối tác gì đấy các bác này, đó vẫn rất là sang trọng nhá. Size 39.5 này, mấy bác mà chân size nhỏ giùm em nhá thì tranh thủ chốt này giùm em này. 39.5, mã T394, giá 300k thôi. Đây có nhìn một đôi da đan như thế này mà chỉ có 300.000. Quá rẻ đúng không ơi? Form rất là đẹp quá ha. Đó, đan họa tiết này. Bao đẹp cho bác luôn, chỉ 35.000. Một đôi màu nâu giùm em ha. Màu nâu. Đây, đôi này cũng rất là đẹp đúng không này. Đây, các bác nhìn cái form dày không? Cực kỳ đẹp đẹp luôn ha. Đây, để em cột lại cái dây được các bác nhá, cột lại cái dây một xíu này. Đây, con này cũng thuộc hàng là da đan với em nhé. Hàng da đan thì thực sự rất là bền luôn, cực kỳ bền, mà lại còn người ta phải mất thời gian người ta đan cái da lại với nhau á thì người ta mới làm lên được một đôi giày như thế này các bác nhá. Đây, với thiết kế này cực kỳ đẹp luôn. Thiết kế là đầu mũi bo tròn với em nhá, đầu mũi bo tròn này. Đấy, các bác nhìn cái form có đẹp không ạ? Cực kỳ đẹp luôn ha. Đây, quay rất là kỹ luôn. Em quay cận chất cho bác xem này. Hoa văn họa tiết này. Form thì cực kỳ là đẹp luôn. Đường form này, đường may thì cực kỳ là chắc chắn luôn cho em nhé. Đó. Ở trên video thì em quay cực kỳ là cận chất và rất là kỹ rồi. Đó, nhiều bác thì cứ muốn là chụp thêm hình cho bác xem nữa. Đó, nên các bác cứ chịu khó là mình xem kỹ trên video cho em, tại vì em quay rất là kỹ từng ngóc ngách từng chỗ luôn. Đó, nên các bác cứ yên tâm. Khi các bác xem trên video cái đôi giày của mình như thế nào thì khi các bác nhận hàng cũng như thế đó thôi các bác nhá. Tại vì mỗi mã thì chỉ có một đôi duy nhất như thế này thôi, nên các bác không lo là mình bị sai đôi này đôi kia quá ha. Đó. Đây bên trong này, cái lớp lót cực kỳ êm luôn. Theo tên thương hiệu của nó ở đây các bác nhá. Đây, độ mớn cực kỳ cao này, cực kỳ cao luôn. May thì chắc chắn các bác ơi. Cực kỳ là chắc chắn luôn ha. Đây, bán cho bác chị 385 thôi. Đó, một đôi đẹp như thế này mà cũng chỉ hơn 300 ngàn một xíu thôi. Size 42 các em nhé. Size 42 cũng này. Mã T395. Size 42 các em. Đây, form giày cực kỳ là đẹp luôn ha. Cực kỳ là đẹp luôn. 385 các ơi, chưa tới 400 ngàn. Đây, cái phần đế đấy không này. Đế da các em nhé, đế da này. Đó, các bác cái phần đế này nếu mà các bác thích thì các bác có thể là mua cái miếng dán tóc đi, mình dán vào. Nó chỉ mất có mấy ngàn hay là tầm 10 mấy ngàn thôi. Đó, mua về các bác sẽ dán và đi sẽ chắc chắn hơn quá nhá. Đây, form cực kỳ là đẹp luôn. Đế khoảng 3-4 phân đấy này. Cũng rất là hắc chiều cao thêm ha. Đấy, đi mấy con này thì rất là sang trọng luôn. Nó chỉ hơn 300 ngàn một tí tí thôi. Đây, em còn một hai cái thắt lưng thôi các nhá, thì em cũng bán cho bác 280 này. Đợt trước là em bán 330 lận các nhá, nhưng với lại cuối năm rồi nên là bên em sẽ bán giá cực kỳ rẻ luôn, 280 các nhá. 280 này, các bác nào mua hàng bên em thì các bác chịu khó là cọc thêm 100k. Các bác nào mua hàng bên em nói chung là mua hàng bên em nhiều lần rồi thì bên em các bác có thể là không cọc thì bên em vẫn ship được cho các bác nhá. Nhưng mà như mấy bác mà lần đầu mua hàng thì các bác chịu khó là cọc thêm 100k thì em mới đi đơn các bác ha. Đây các bác nhìn cái đường may này, rất là chắc chắn luôn. Hàng là hàng bao, hàng mới cho em nhé, hàng mới cho em này. Đây, hàng thắt lưng, hàng mới cho em nhé. Đây. Cái chữ H này cực kỳ là đẹp các bác này, cực kỳ là sang luôn. Bóng loáng các bác này. Hơ mệt cho em nhé, cái gì hơ mệt đấy các bác này. Đó, bao đẹp luôn, chỉ 280 cho em, 280 các bác ha. Đây, con này là bản 4 phân như sao các bác, bản 3 phân rưỡi 4 phân gì đây các bác này. Đó. 280 em ha, 280. Đây, còn bạn một cái bản mặt rồng nữa thôi quá này. Một bản mặt rồng này thôi quá nhá. Đó, em cũng bán cho bác cũng chỉ 280 thôi. Đây, cái đằng sau thì sẽ như thế này quá này. Đó, da đây. Da kiểu người ta dập đây quá này. Đây. 280 thôi quá nhá. Nếu các bác nào mình mua hàng thì chịu khó là mình có thể là chuyển khoản hết hoặc là cọc 100 cho em để em đi đơn quá ha. Tại vì bên em thì mỗi mặt hàng thì chỉ có một mã duy nhất thôi. Nên bác nào mình nhanh tay thì mình mới chốt được bác nhé. Đây con này là bản 3 phân rưỡi cho em này. Bản 3 phân rưỡi nhá. Bản này chắc là bản mặt đồng con này. Đây.
Đó, các bác mà hợp mệnh rồng hoặc năm con rồng thì tranh thủ chốt cho em này. Đeo một cái này cực kỳ sang các bác nhé. Cực kỳ sang luôn này. Đây, em quay mặt đằng sau này. Đó, đằng sau sẽ như thế này các bác ha. À, tiếp theo đây bác một đôi giày lười đây này. Một đôi giày lười quá. Thương hiệu Florheim gì đây các bác này. Đó, tên thương hiệu đây quá ha, tên thương hiệu này hàng hiệu VIP luôn cho em. Đó, các bác trước khi mua các bác cứ thử search trên Google trước rồi các bác hãng đặt mua giùm em nhé. Mà bên em thì bán hàng rất là chạy luôn, nên bác nào mình tranh thủ mình thấy đúng size của mình, đúng cái mẫu mình thích thì mình tranh thủ chốt thật nhanh giùm em ha. Đây, cái form cực kỳ là đẹp luôn này. Màu nâu giùm em nhé, màu nâu bản giày lười. Đây, con này là của Brazil giùm em. Đây cái chữ bên trong Make in Brazil cho em ha. Đây, có mấy cái bên trong thì có lót, miếng lót mà có mấy cái lỗ lỗ như vậy để thông kiểu để thông thông khí các bác, để mình đi vào chân nó để thoáng hơn quá ha, sẽ thoáng hơn này. Bên trong mà cũng được may rất chắc chắn luôn. Đây cái form gót này, độ mới cực kỳ cao nhá. Các bác nhìn thấy không? Không hề bị chầy hay là bị chóc ra một xíu nào luôn này. Màu là màu nâu các em nhé, quay rất cận chất cho các bác luôn. Cái form gót đằng sau này. Đó, quay rất là kỹ luôn cái chất da này các bác này. À, cái chất da sẽ như thế này các bác nhá, bao mềm luôn. Đi mấy dòng này sẽ cực kỳ là thích các bác nhá, cực kỳ sang luôn các bác ơi, cực kỳ sang luôn này. Dòng giày lười thì thực sự là rất là hot hiện nay rồi. Mấy bác nào mà chưa sắm cho mình được một đôi giày lười nào thì thực sự rất là tiếc các bác nhá, tại vì giày lười thực sự rất là hot rồi. Bác nào cũng phải có một đôi giày nhá, ít nhất là phải có một đôi giày cho em. Đây, à, may rất là đẹp luôn cái form này. Đây, à, may kiểu hơi bo bo ở phần đầu mũi cho em ha. Đây, rất là chắc chắn luôn. Đế là bằng đế da các em nhé, đế da và con này được khâu kiểu khâu lớp rãnh các bác, khâu lớp rãnh này. Đó, các bác yên tâm là khi các bác mua mấy con này thì không sợ bị đứt chỉ các bác nhé, tại vì người ta đã khâu kiểu cái đường lớp rãnh á. Con này thì phần đế thì hơi mòn rồi, mình chịu khó là nếu mà bác nào mình thích thì mình có thể là mua cái miếng dán top bi, mình dán vào để nó đỡ trơn trượt nhé, không thì các bác đi vẫn ok này. Đây, đế là đế da các em nhé, đế da này. Đấy, form rất là đẹp luôn, hàng hiệu các em nhé, hàng hiệu này. Màu sắc là bao đẹp cho các bác luôn. Đây, thương hiệu Florheim gì đây này. Đó, mà bán cho bác chỉ 485 thôi nhá. Nó chỉ cao hơn mấy cái đôi kia một xíu xíu thôi ơi. Đó, 485 của bác sẽ sở hữu được một đôi giày hiệu cho em nhé. Một đôi giày hiệu mà màu rất là đẹp này. Đó, đi là bao sang trọng không nhá. Bao sang trọng thanh lịch luôn này. Đó, size 42 cho em ha. Giày lừa thì bác chịu khó là mình đi có thể là hơi chật một xíu nhá, để mình đi đỡ bị tụt gót không nhá. Đây, mã là T396 em, T396 ha. Đây, giá chỉ hơn 400 ngàn một xíu thôi. Đấy, một đôi giày cực kỳ là đẹp và phong cách luôn ha. Đây, lên cho bác một đôi này kiểu da lộn đi các bác này. Đây, hàng thủ công với em nhé, hàng thủ công màu xanh đen với em này. Đây, các bác nhìn thấy một chỗ cực kỳ đẹp luôn, cái thiết kế là đầu mũi kiểu đầu mũi vuông mà kiểu nhọn nhọn xuống quá ha. Đây, chất da là bao đẹp cho bác luôn. Đây, thương hiệu giò với em nhé, một con giò đấy các bác này. Đây, nhìn bên trong với em nhé, hàng handmade, hàng thủ công đây này. Đó, khi các bác cũng biết rồi, cái hàng thủ công thì người ta phải làm bằng tay với lại làm rất là lâu nhá, hàng thủ công của bác. Thì nói chung là khi các bác sở hữu một đôi hàng thủ công, một đôi giày hàng thủ công này sẽ bao bền cho các bác luôn, bao bền đẹp cho các bác ha. Đây các bác nhìn cái form này, rất là đường form và rất là đẹp luôn, cái đường may các bác ơi, chỗ bao đẹp, bao họa, nói chung họa tiết cũng rất là đẹp luôn. Đó, mấy cái đường họa tiết này các bác này, chỗ người ta dập này các bác này, cực kỳ đẹp luôn. Đây, form bao đẹp quá ha, màu xanh đen với em này, màu xanh các bác nhé, màu xanh đen. Hàng thủ công một con giò các bác nhé, một con giò hàng cực VIP luôn. Đó, một đôi hàng thủ công như thế này em cũng bán cho bác chỉ hơn 400k một xíu thôi. Đó, các bác cũng biết rồi, hàng thủ công mà bán giá cực kỳ rẻ như vậy thì các bác không thể mua được ở đâu quá ha. Không mua được một cái đôi này được ở đâu hết quá nhá. Nếu các bác là khi mà mua hàng bên em thì các bác cũng biết rồi, bên em bán rất là chạy luôn. Nếu các bác chịu khó là các bác xem và chốt thật nhanh cho em ha. Chốt thật nhanh cho em này. Đó, mỗi đôi chỉ một duy nhất thôi. Một đôi duy nhất thôi. Đó, một đôi hàng, một con giò con này. Bên trong lót da toàn bộ cho em nhé. Một đôi lót da toàn bộ này. Đây, size 39.5 cho em. Đó, bác nào mà chân thon chân nhỏ này, 40 thì vẫn ok lắm nhé. Còn nếu mà bác nào mà mình to phần ngang này,
to phần ngang này thì các bác có thể là nhắn số đo chân của mình gửi qua cho bên em để bên em tư vấn kỹ hơn quá ha, để tránh mình mang bị chật hoặc bị rộng quá này. À, các bác nhìn cái form và kiểu dáng rất là đẹp và sang luôn ha. À, chỉ 485 thôi, cực kỳ rẻ luôn, chưa tới 500.000. À, khi các bác mua ở một ví dụ như ở một shop khác, người ta bán phải mấy trăm, phải nói chung là phải đến 700-800.000 một tính tiền ship cho các bác nhá. Mà bên em đã bao ship cho các bác tới tận nhà rồi. Nếu các bác chịu khó là khi mình mua hàng, các bác cọc cho em 100k các bác ha. Mã là T398, mỗi đôi giày đều có một mã riêng rồi. Nếu bác nào mình thích đôi giày nào đó thì mình đọc mã hoặc là chụp màn hình cái mã hoặc là nhắn qua bên Zalo xem ha. Đây, một con Italy đúng không? Con này là của Ý cho em nhá. Đây, make in Italy cho em này. Verugudo gì không này. Đó, một con giò cho em ha. Một con giò 19556 hay năm mấy gì đây này. Đó, một con giò cho em ha. Hàng thủ công cho em, hàng thủ công nhá. Bên em thì luôn cho bác kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Nên các bác chịu khó là khi shipper giao tới mình cứ mở ra kiểm tra thật kỹ cho em. Kiểm tra thật kỹ trước khi mình nhận hàng cho em ha. Đây để bác một đôi giày lừa này. Form là form to quá nhá. Form to này size 43 cho em. Người bác mà chân to này. Đó mà thích dòng giày lừa kiểu dáng sang trọng quá nhá. Đi mấy cái đôi này nói chung các bác khi mà các bác đi đám hoặc là đi mấy cái tiệc cuối năm, các bác đi tiệc cuối năm này. Trời ơi, cực kỳ VIP, cực sang trọng luôn, phối với quần tây cho em. Bao sang luôn. Rồi chỉ 300.000 thôi. Cực kỳ rẻ luôn, một đôi đẹp như thế này mà chỉ 300.000. T397 cho em ha. Đế làm kiểu đế cao su, một kiểu thuộc dạng kiểu đế trệt các bác. Đế trệt và người ta sẽ làm cái kiểu dáng của đôi giày là sẽ kiểu nổi lên đúng không ha. Nổi lên để đi nó bị trơn trượt các bác này. Một con của Hàn cho em ha. Một con của Hàn make in Korea này. Một con của Hàn cho em ha. Đây, cái đầu mũ của nó này sẽ được khâu kiểu hơi bo. Hơi bo ở phần đầu mũ cho em này. Để tạo cái bo nhìn mũ ở phần đầu mũ cho em ha. Độ mới con này thì cực kỳ cao luôn. Phải đến 90-95% các bác ơi. Đây các bác nhìn cái chất da này. Đó, em thấy nó không bị nhăn nhó gì luôn này. Đó, các bác nhìn thấy không? Cái form cực kỳ là đẹp luôn. Đây, cái gót đằng sau này. Cái kiểu cực kỳ là độc lạ luôn ha. Kiểu cực kỳ là độc lạ luôn. Đây, với cái thiết kế là hai cái dây xích ở đầu đúng không này. Thiết kế là hai cái dây xích ở đầu cho em ha. Đây, bên trong này. Đó, cái tên thương hiệu và con này của Hàn cho em ha. Một con của Hàn. Đó, độ mới còn cực kỳ cao luôn. Chất da này. Bên trong lót da toàn bộ cho em ha. Cực kỳ mới luôn. Mấy bác mà thích hàng si nhưng mà độ mới còn cao á thì các bác có thể là chốt con này giúp em ha. Chốt con này giúp em này mà chỉ có 300k thôi. Cực kỳ rẻ luôn. Đó, một cái da, một cái form cực kỳ đẹp luôn. 300.000 thôi. À, đến bác một đôi này. Đi mấy con này cực kỳ là thích luôn này. Đó, cực kỳ là đầm chân ha. Mà cái form với lại kiểu dáng nó cực kỳ là độc luôn bác ơi. Đó, mà là của con hàng của Việt Nam với em nhé. Bác nào mà trung thành với hàng của Việt này. Đó, trung thành với hàng của Việt thì tranh thủ chốt này giúp em ha. Đây, make in Việt Nam giúp em. Đây, em quay kỹ cho bác xem này. Cái form đằng sau là người ta sẽ ở bên ở cái lót ở bên trong bác, là người ta sẽ lót cái lớp vải giúp em ha. Bên trong là lót lớp vải giúp em. Đây. Form quay cận chất cho bác này. Dây là kiểu dây phối màu các ơi, phối màu vàng với lại màu hồng gì ấy, màu tím tím các ơi. Dây là dây phối màu cho em ha. Đây con ở cái con này đặc biệt là nó có cái đai này, không biết là để cài như vậy hay sao ơi. Em cũng không rõ cái này nữa, chắc là cài như vậy hay sao á. Đây bác nhỉ, cực kỳ là đẹp luôn ha. Cái thiết kế là cũng đầu mũi kiểu may kiểu tròn tròn ở phần đầu mũi này. Đế là đế cao su nổi thôi nhá, đế cao su nổi lên như vậy này. Đó, người ta thiết kế là sẽ nổi cái phần đế này lên. Đi vừa sang mà còn chống trơn trượt không nhá, vừa sang vừa chống trơn trượt này. Đó, quay rất kỹ và cận chất cho bác luôn. Đây các bác thấy không? Bao đẹp cho bác luôn nhé. Đây, em bán cho bác con này chỉ 420 thôi. 420 size 41 các bác ha. Size 41 cho em. Mã là T399 nhé. 420 thôi. Đây, cái form dáng với kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn này. Em nghĩ con này chắc là phải qua mắt cá chân một xíu thôi. Đây để em thử đo một xíu. Con này chắc phải đeo qua mắt cá chân một xíu nhá. Sỏ là qua mắt cá chân một xíu em này. Đây, có cái dây kiểu thắt qua như vậy này để tạo kiểu dáng cho đôi giày các bác ha. 420 em. Thực sự mấy cái con này mấy bác chuộng rất là nhiều nhá. Cực kỳ là chuộng luôn. Đó, em cũng không hiểu sao là cái dòng kiểu như vậy này rất là nhiều bác chuộng luôn. Nếu bác nào mà mua thì mình tranh thủ chốt cho em ha. Tranh thủ chốt cho em này.
chỉ 420 thôi. 420 thực sự là cuối năm bên em bán giá cực kỳ rẻ luôn. Đây, tiếp tục là một đôi giày lười chuông này. Một đôi giày lười chuông giúp em ha. Đây, cái phần chuông của con này thì nó mất một cái thôi. Đó, nó chỉ còn một cái thôi. Con này thì bên này thì đầy đủ đây này. Nó còn hai cái nhá. Nên là em con này em cũng xả cho bác luôn. 350, size 39 các bác nhá. Mấy bác mà chân nhỏ này. Đó, mấy cái bàn chân rất là nhỏ này, size 39 giúp em. Mã T400 các bác nhá. Đó, nếu mà bác nào mà mình không nghe rõ thì các bác có thể là chụp đôi giày gửi qua cho bên em để bên em nhìn. Có thể là nhắn cái phần số đo hoặc là phần mã cho các bác nhá. Đây, một đôi màu kiểu đỏ cam thôi, kiểu màu đỏ cam nhá. Đây, form giày lười này. Giày lười chuông các nhá, form rất là đẹp luôn ha. Đây, các bác thấy không? Cái con này nó chỉ bị mất một cái chuông ở cái này thôi. Nhưng mà nó cũng không sao quá ha. Đó, nó chỉ mất một cái chuông ở đằng sau thôi. Đây, cái form này các bác này, người ta may kiểu ở đằng sau gót á. May kiểu như thế này thì nó sẽ rất là đứng form cho em ha. Đây, cái thương hiệu của nó là Land Rover gì đây này. Land Rover cho em ha. Đây, bên trong cái lót, cái lớp lót đế của nó cũng được may này. May rất chắc chắn và cẩn thận luôn. Đây. Đây, một con của Indo cho em nhé. Make in Indo cho em này. Đó, mấy bác mà mình có thắc mắc về số đo chân của mình thì các bác cứ nhắn tin trực tiếp qua cho bên em ha. Để tránh trường hợp là mình nhiều khi là vận chuyển rất là lâu ơi. Tại vì dịp cuối năm thì hàng hóa rất là nhiều. Nên mà mình mà hoàn hàng đi, hoàn hàng về sẽ rất là mất thời gian quá ha. Con này được may theo kiểu đường lớp rãnh như thế này. Đó, may đường lớp rãnh không nhá. Phải nhìn kỹ mới thấy cái đường khâu ở bên trong này. Đi với cái con này thì sẽ cực kỳ là chắc chắn nhá. Mà mấy bác mà chân size nhỏ này. Đó, mình chân size nhỏ thì rất là hiếm luôn. Nên bác nào mua mình tranh thủ chốt cho em ha. Chỉ 350 thôi. 350 quá rẻ luôn. Lên bác một đôi giày thể thao này. Đó, mấy cái con này thì em thấy là thường là mấy bác mà đi đá bóng các bác ơi. Thường là mấy người mà dân đá bóng hoặc là dân thể thao này. Đó, thì rất là chuộng mấy con này luôn này. Đi đạp xe bộ, em nghĩ là đạp bộ, đạp xe gì cũng được luôn á. Tại vì nó rất là nhẹ quá. Mấy cái dòng này thực sự là khi bác nói chung là khi các bác nó thuộc dòng thể thao á, thì nó sẽ rất là nhẹ và thoải mái cho mình. Đó, với cái đầu mũi là thiết kế là kiểu bo tròn quá này. Bo tròn và phối kiểu da lộn đúng nhá. Đây, cái phần đầu mũi là phối da lộn cho em ha. Phối da lộn cho em này. Đấy, hai màu nhá. Màu đen với màu trắng này. Cực kỳ là đẹp luôn ha. Đây, đằng sau gót là cũng phối da lộn cho em này. Thiết kế là kiểu đế bể đế thấp này. Nó khoảng 1 phân thôi. Đây, phần đế đấy quá ha. Đây, quay cận chất cho bác xem này. Cái chất da là bao đẹp luôn. Phối là phối với da lộn cho em nhá. Đây, phối với da lộn cho em này. Form rất là đẹp luôn. Mấy bác mà đam mê thể thao này, chạy bộ, đạp xe này, đá bóng này, đó thì rất là ok luôn. Đi con này là rất là ok luôn rồi em ha. Đây, các bác nhìn thấy không, cái form rất là đẹp luôn. Chuẩn mấy bác mà dân thể thao rồi. Mấy bác mà dân thể thao thì tranh thủ chốt con này giúp em ha. Một con của Ý luôn giúp em ha. Một con make in Italy giúp em này. Eruzelin gì đây này. Cái tên nó dài dòng quá các bác ơi. Đây, một con của Ý giúp em ha. Đây, Italy. Con này em bán cho bác chỉ 350 thôi. T401 size 40 nhé. Mấy bác mà dân thể thao chạy bộ này. Đó, dân đá bóng đây. Tranh thủ chốt con này giúp em nhé. Form rất là đẹp và kiểu dáng rất là, nói chung rất là rẻ luôn. Chỉ hơn 300k một xíu thôi. Đó, mã T401 350 giúp em nhé. Đây, tiếp theo đây bác một đôi giày da cá sấu đây các bác này. Đó, các bác nhìn không? Cái chất da này các bác này. Màu xanh giúp em ha, màu xanh này. Đây, quay rất là cẩn chất cho bác luôn. Ở trên video thì em luôn nói là khi các bác nhìn trên này thì thực sự là nhiều khi là cái ánh đèn nó không được rõ, phản chiếu cái rõ cái màu của nó. Thực sự là ở bên ngoài nó rất là đẹp luôn. Đây, cái màu xanh của nó là đúng cái màu, nó chuẩn là như thế này các bác này. Đây, em quay form xa một xíu các bác nhá. Đây, cái màu đúng của nó là màu xanh như thế này các bác ha. Đây, vì thiết kế là giày lười này. Giày lười là ở cái phần đầu này. Nó co giãn để khi mà mình mang vào sẽ rất là dễ luôn nhá. Dễ và rất là thoải mái luôn. Đây, co giãn, co chun, bo chun này. Đó, mấy cái bác nào có thích dòng da cá sấu á. Dòng da cá sấu thì tranh thủ chốt này giúp em nhá. Đây, với thiết kế giày lười này. Rồi, mấy con này thì các bác phối với quần jean là bao ok, bao hợp luôn. Đó, khâu này, khâu đường, nói chung là khâu rất chắc chắn luôn nhá.
Khâu chắc chắn không bao giờ là bị sợ là bị đứt bị tuột đâu. Em nghĩ là giày giày mà còn được khâu là như vậy thì các bác biết rồi, sẽ rất là bền và chắc chắn giúp em nhé. Đấy là đế cao su này. Đó. Với con này thì thực sự rất là nhiều bác chốt luôn này, tại vì da là da cá sấu bao đẹp cho bác luôn nhé, bao đẹp luôn. Bên em thì luôn cho bác kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Đó nên các bác cứ yên tâm về độ uy tín bên em nhé, tại vì bên em bán hàng rất là lâu rồi. Bác nào mà chưa tin tưởng bên em thì cũng có thể là theo dõi bên em ha. Tại vì bên em bán hàng rất là lâu rồi. Bác nào đã thường xuyên mua hàng bên em thì các bác cũng biết rồi. Bên em thì luôn phải cọc thì bên em mới đi đơn các bác nhé. Đây, bên trong lót da toàn bộ này. Đó, mấy cái con này thì thực sự là cái dịp Tết mà các bác đi mấy con này mà đi chúc Tết họ hàng này, bao tiện lợi luôn, bao tiện lợi, bao nhanh chóng luôn ha. Đây, cái form đằng sau này. Đó, rất là tiện luôn, chỉ việc xỏ vào thôi, không cần phải cột dây cột rụng hết á. Chỉ 850 thôi em nhé, da cá sấu cho em. Một con da cá sấu 850 nhé. Size 41.5 cho em, mã T402. T402 cho em ha. Một đôi da hàng cá sấu này, bác nào mà thích chơi hàng VIP này. Đó, thích chơi hàng. Nói chung là thuộc dạng thì con này cũng không phải thuộc dạng là hàng quá mắc tiền đúng nhá, nhưng mà thực sự là như mấy cái đôi kia thì thuộc dạng là nó sẽ hơi cao một xíu thôi. Đó, nó so với mấy con kia là sẽ hơi cao một xíu, nhưng mà khi các bác mua một đôi hàng da cá sấu như vậy mà chỉ có 850 là quá rẻ luôn. Đó, các bác chỉ có ở cái hàng shop đồ si thôi nhá, shop đồ si mà bán cho bác cái giá này thôi. Nên bác một đôi giày màu nâu này. Cái phần gót của nó thì nó kiểu nó hơi bị xước xước một xíu nhé, hơi xước xước một xíu thôi. Nhưng mà mình phải nhìn kỹ mình mới thấy. Và như các bác khi các bác chơi hàng si thì bác mình mua về mình có thể là đánh một ít si hoặc là mang ra tiệm mình hấp lại thôi. Giá sẽ rất là rẻ nhé, tại vì bên em bán giá chỉ có hơn 300k một xíu thôi. 350 này. 4 size 40.5 cho em nhé. Mã là T403, T403 cho em này. Đi mấy con này thì cực kỳ là thoải mái luôn vơi. Cái form này bao đẹp các bác nhá. Màu là màu nâu này. Màu nâu cho em ha. Cái form này kiểu dáng đơn giản nhưng mà không kém phần lịch lãm sang trọng cho em nhá. Các bác nhìn này. Mấy con này thì phù hợp với bác mà trung này, con này trung tuổi một xíu nhá. Đi mấy con này sẽ rất là phù hợp với cái phong cách của mình luôn ha. Đây, cái đôi giày này bao đẹp luôn. Nó chỉ hơi bị chảy một xíu cái phần đó thôi các bác nhá, còn lại này mọi thứ đều ok này. Cái form rất là cứng cáp luôn, không hề bị mất form một xíu nào này. Người ta có may một đường đằng sau gót á, để nó sẽ chắc chắn là cái form nó sẽ chuẩn hơn ha. Cái đế thì khoảng 3 phân này, hơi mòn xíu xíu thôi ơi. Cái đế thì hơi mòn xíu xíu thôi nhé. Đây, bên trong này độ mới cực kỳ cao luôn. Đó, độ mới cực kỳ cao luôn nhé. Lòng lót thì bao êm luôn này, bao êm, bao nhẹ, bao thoải mái luôn. Đi cực kỳ là thoải mái luôn nhé. Chỉ 350 thôi em, một đôi như thế này mà chỉ 350 này, giá thành quá rẻ luôn. Đánh một ít xi là bao bóng loáng, bao mới, bao đẹp luôn cho các bác nhé. Đây, mã T403, size 40.5. Đây, lên cho bác một đôi giày công sở, giày tây này. Mấy bác mà thích dòng hàng hiệu hả? Hàng hiệu, thương hiệu cái gì? Boston đi đây này. Đó, các bác cứ search trên Google trước nhá. Bên em thì luôn, nói chung là cái giày hiệu á, thì các bác trước khi các bác đặt mua thì các bác cứ thử search trên Google trước rồi các bác hãng đặt cô nhá. Đây, một con của Mỹ cho em, Make in Italy, Boston này. Đây, con này cũng được may đế kiểu đường lấp rãnh cho em nhá. May đế đường lấp rãnh này. Các bác cứ yên tâm là mua một cái dòng này thì các bác không sợ bị đứt chỉ quá ha. Đây, cái phần đế của nó thì hơi mòn một xíu xíu thôi. Hơi mòn một xíu thì mình có thể là dán một miếng lớp tóc đi cho em này, chỉ có 10 hay mấy chục ngàn thôi. Đây, 10 hay mấy chục ngàn thôi nhá, cực kỳ rẻ luôn. Và các bác dán vào thì các bác đi thì sẽ không hề bị trơn trượt các bác ha. Đế là bằng đế da cho em. Đế da này. Đi với con này thì mấy bác, nhất là mấy bác mà đi gặp đối tác này, gặp khách hàng này. Đó, hoặc là đi vào dịp Tết niên gì cuối năm này, con này, tất niên cuối năm này. Đó, đi mấy con này thì cực kỳ là sang trọng luôn ha. Đây, màu đen cho em ha. Đen màu đen này, chất da kiểu chất da bóng các bác. Chất da bóng thì đi mấy con này các bác chỉ cần đánh một xíu xíu xi thôi, đánh một ít xi thôi là bao mới, bao sang trọng luôn nhé. Đây, độ mới cực kỳ cao luôn. Thương hiệu Boston giúp em này. Đó, một đôi thương hiệu Boston thì form thì bao cứng cáp, bao chuẩn cho bác luôn.
Đế thì khoảng 3-4 phân giúp em nhé. Đế khoảng 3-4 phân này. Đây cái lòng lót bên trong này. Lót lót da nó giúp em nhé. Lót da này. Đó. Hàng hiệu giúp em nhé. Hàng hiệu thì luôn sẽ có một miếng vải này. Và theo tên thương hiệu lên giúp em nhé. Theo tên thương hiệu này. Đây cái số mã của đôi giày có giúp em nhé. Số mã với mã của đôi giày đây này. Đó. Khi bác chơi hàng si thì bác luôn sẽ có được những đôi giày hàng hiệu mà giá thành cực kỳ là rẻ luôn. Giá quá rẻ mà chưa bằng một chỉ bằng một phần đúng không? Một phần ba các bác ơi, nó chỉ có mấy trăm ngàn này các bác này, chưa tới 500k luôn. Mã T404 cho em nhá, size 40.5. Đấy, giá chỉ có 485 thôi, hơn năm chưa tới 500k luôn nhá. Chưa tới 400-500k này. Đấy là đế da cho em ha, đế da này. Form bao đẹp luôn. Đi mấy cái con thì đi vào mấy bác mà dân là đi đến những nơi mà sang trọng á, đi những nơi mà sang trọng thì đi mấy con này sẽ rất là tôn lên cái vẻ quý phái với lại lịch lãm của mình luôn ha. Chỉ có 408, mã T404 cho em. Đây này, các bác một đôi giày tây tiếp này. Con này màu mận cho em nhé, màu mận này. Đó, cái con này thì các bác chịu khó là mình mua về mình đánh cho em một ít xi đúng không ha. Đánh cho em một ít xi này. Đó, em đây này, con này em cũng xả cho bác lực chỉ 300k thôi. 300k, size 41. Size 41, 300k. Mã T405 cho em ha. Đây, cái đường may rất chắc chắn tỉ mỉ luôn này. Rất chắc chắn tỉ mỉ luôn. Cái form gót này. Đó, như con này thì với giá, nói chung là khi các bác bỏ cái giá tiền như thế nào thì các bác sẽ nhận lại được một đôi giày như thế các bác nhé. Chứ nhiều bác lại bảo cái đôi nào có đôi thì đắt, đôi thì mắc quá, đôi thì rẻ quá các bác nhé. Thì thực sự là khi mình bỏ cái giá tiền như thế nào thì mình sẽ nhận lại được một đôi giày như thế các bác nhé. Đây, đấy là bằng cao su các em. Đế con này là đế cao su. Và được may này, cũng được may đế luôn ha. Được may đế rất chắc chắn luôn. Form bên trong này. Con này là của Ý cho em ha. Make in Italy này. Số mã của đôi giày bên trong này ha. Số mã là đôi giày này, Italy này. Lót ra toàn bộ bên trong nhé. Lót ra toàn bộ này. Màu là màu mận cho em nhé. Màu mận này. Đây, cái đầu thiết kế đầu mũi là kiểu hoa văn họa tiết quá rồi. Hoa văn họa tiết này. Chỉ 300k thôi. Sale rẻ luôn, sale rẻ cuối năm này. Đó, dành cho mấy bác mà mua về mình có thể là đánh lại một ít siêu hoặc là mình đi mấy con này cũng được. Màu nó sẽ kiểu hơi loang loang một xíu á. Đây này các bác này. Chỉ 300k thôi. Mấy bác mà thích giá kiểu giá bình dân này, giá bình dân chỉ có 300.000 thôi. Size 41 cho em ha. Đây, lên cho bác một đôi hàng Ferragamo đúng không này, một con Ferragamo giúp em nhé, hàng hiệu này, hàng hiệu cực kỳ xa xỉ luôn, hàng hiệu xa xỉ cho bác luôn này. Đó, đây tên thương hiệu của nó đấy các bác nhá, được ấy, nói chung là in đằng sau, nói chung là ở đằng sau đế đấy các bác này, Ferragamo giúp em nhé, hàng hiệu xa xỉ luôn này. Đây cái chữ bên trong thì nó hơi mờ đúng không, hơi mờ các bác nhá, bên trong được lót da toàn bộ này. Đây các bác nhìn có thấy không ạ? Một đôi hàng Ferragamo, hàng hiệu VIP cho bác luôn nhé. Hàng hiệu VIP cho bác luôn. Chuẩn hiệu cho bác luôn ha. Mấy bác mà dân sành địa mà, dân mà thích chơi hàng VIP, hàng hiệu thì các bác nhìn một con này một phát là các bác biết rồi. Là hàng hiệu, hàng VIP giúp em nhé. Là các bác là thực sự mà mấy bác mà chơi hàng hiệu các bác sẽ chốt con này cực kỳ nhanh luôn. Hôm qua em có một cái đôi gì nhỉ? Cái gì? Farada gì đó. Farada gì đó bác ơi. Thực sự là rất là nhiều bác luôn. Tại vì các bác nhìn một phát là các bác biết là hàng hiệu rồi. Các bác chốt cực kỳ nhiều luôn. Đó, con này em cũng bán cho bác 785 ha, một đôi Ferragamo T407 size 41 các bác nhá. Đây các bác nhìn phần đế này. Đấy, cái hàng hiệu là người ta cũng có một cái thiết kế rất là đặc biệt. Đây, cái phần đế này. Ngay cả phần đế còn thiết kế rất là đặc biệt luôn ha. Đây, cái phần đế là sẽ nổi lên như vậy này. Kiểu cao su cứng các bác, cao su cứng cho em này. May thì cũng được may lớp rãnh cho em nhé. Hàng hiệu này, hàng hiệu cực kỳ VIP luôn. Đó, rất là đặc biệt luôn nhé. Màu là màu nâu này. Màu nâu kiểu nâu đậm đậm gì đó này. Đó, mấy bác mà dân sành điệu này, dân sành điệu thích phong cách kiểu lịch lãm, sang trọng này. Đó, cực thời thượng luôn.
bao thời thượng, bao sang trọng cho các bác nhé. Phối cho em một 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 cái túi kịp nách nữa thôi. Đó, một cái bộ bộ sơ mi quần tây này. Trời ơi, đi với cái đôi này nữa thì thôi rồi. Các bác đi gặp đối tác hoặc là đi đi vào dịp dịp cuối năm này, đi tiệc cuối năm thì bao sang trọng cho bác luôn. Đó, các bác chỉ cần đi đôi này thôi thì người ta sẽ biết là các bác đi một đôi hàng hiệu Ferragamo cho em ha. Đây bên trong này. Các bác nhìn lướt qua thôi, mấy bác mà dân sành điệu các bác lướt qua là các bác biết là một đôi hàng hiệu rồi. Đây các bác nhìn giúp em này. Hàng hiệu giúp em ha. Đó, giá chỉ có 700 hơn 700k một siêu siêu thôi. Đó, mà các bác mua cứ thử mua một đôi giày hàng hiệu hàng Ferragamo hàng mới xem. Trời ơi, em nghĩ phải cả chục triệu hoặc là có tiền triệu trở lên giúp em nhé, cả tiền triệu luôn, tùy từng vào đôi giày cũng nhé. Đây con này có mã T407 size 41 giúp em ha. À, rất là nhiều, nói chung là thực sự mấy cái con này rất là nhiều bác hỏi mua luôn này. Đó, mấy bác mà chơi hàng VIP hàng hiệu là biết liền. Chỉ có 478 thôi, 785. Đây đến cho bác một đôi này, cái form cực kỳ là đẹp luôn. Form đẹp mà size size nhỏ ha. Mấy bác mà chân size nhỏ này, size 39 thì tranh thủ chốt cho em nhé. Cái form này con này cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn cái form này rất là đẹp luôn này. Kiểu dáng thì nó chỉ có một cái đường kiểu họa tiết sọc qua bên này các bác nhé. Đây cái phần này thì chắc là làm bằng đồng hay là bằng gì đấy con này, đồng hay bằng gì á. Đó, ánh vàng cho em ha, ánh vàng này. Bên trong lót da cho em ha, bên trong lót da này. Này cái chữ ở bên trong này các bác nhá, chữ ở bên trong này này. Lót da toàn bộ cho em luôn. Form thì bao đẹp luôn, thực sự là giày lười thực sự là rất là hot luôn mọi người, tại vì cái sự tiện lợi á, sự tiện lợi với này mình đi mấy cái dòng này sẽ rất là toát lên vẻ thời thượng và sang trọng cho mình luôn. Đây, bên trong này cái này nó có kiểu cái bo chun á, bo chun co giãn này. Khi mình mang vào thì cái này nó sẽ giãn ra và mình sẽ mang vào dễ hơn đúng không ha. Đây, khi các bác nhận hàng thì sẽ có một cái miếng á, tôi dạng là cái nhét giấy mà. Cái giấy này để giữ form cho đôi giày nhé, để tránh cái đôi giày nó bị mất form ha. Đây, rất là đẹp luôn, cái form này bao đẹp luôn ha. Cực kỳ là đẹp luôn, mấy bác mà chân size nhỏ thì tranh thủ chốt con này cho em ha. Đế con này thì khoảng 1 đến 2 phân thôi ơi. 1 đến 2 phân. Đế là bằng đế da này, một con của Ý luôn. Hàng của Ý cho em ha, một con của Ý này. Đây, cái đế của nó sẽ là đế da và được khâu đường lấp rãnh cho em ha. Được lấp rãnh này. 385 cho em, chỉ 385 thôi. Đấy, cái form với cái kiểu dáng đẹp như thế này mà chưa tới 400k đúng không ơi. Mã là T406 size 39 cho em nhé. Đây, lên bóc một đôi hàng thủ công này. Trời ơi, em cầm con này trên tay mà em trời ơi, rất là đẹp luôn các bác ơi. Cực đẹp luôn, các bác nhìn cái màu này. Trời ơi, quá đẹp luôn. Hàng thủ công cho em nhé. Hàng thủ công thì luôn là hàng mắc tiền. Hàng mắc tiền lại còn rất là tỉ mỉ và rất là bền nhé. Tại vì mỗi đôi giày hàng thủ công thì người ta phải làm rất là mất thời gian và rất là lâu luôn. Đây, độ bền của nó sẽ cực kỳ cao nhé. Đó, rất là độ bền cực kỳ cao và form rất là đẹp luôn này. Bên trong lòng lót bên trong người ta còn không biết là in chữ hay in tên thương hiệu gì bên trong này này. Đó, cái chữ bên trong này các bác nhá. Hàng thủ công các em, hàng handmade tí này. Đây hàng handmade cho em nhá. Handmade cái gì Vero Budo này. Con này là của Hàn cho em này. Korea Make in Korea của Hàn cho em. Đây được khâu đế rất chắc chắn luôn nhá, được khâu đế rất là chắc chắn luôn. Cái form với lại cái các bác nhìn cái form là các bác biết rồi. Cái form là bao đẹp luôn, màu nâu này. Hoa văn họa tiết này con này. Đó, độ mới thì cực kỳ cao nhá. Để các bác nhìn cái họa tiết ở cái phần đầu mũi là khác hẳn với mấy cái loại kia luôn. Đó, cái họa tiết này sẽ bằng nó sẽ khác hẳn luôn nhá. Đây, màu thì bao đẹp luôn. Nhất là mấy bác mà dân văn phòng này, dân công sở này, hoặc là mấy bác mà chuẩn bị là cuối năm thì đám cưới, đám tiệc rất là nhiều. Hoặc là mấy bác mà chuẩn bị làm xui đó bác, đi mấy con này sẽ rất là sang và tôn lên cái vẻ lịch lãm của mình luôn. Đó, phối với bộ sút này con này, bộ sút bộ vest này con này. Trời ơi, cái form này bao đẹp cho bác luôn. Độ mới cực kỳ cao nhá, các bác nhìn cái form không ạ? Các bác nhìn cái form là biết là độ mới này, cái kiểu dáng của nó rất là đẹp luôn ha. Đây, đế thì khoảng 3 đến 4 phân cho em này. 3 đến 4 phân cho em ha. Đây, con này em bán cho bác chỉ 485 này. Cái kiểu dáng với cái form như thế này mà chỉ có chưa tới 500k.
size 40 giúp em nhé, T409 giúp em, T409 giúp em ha. Một con hàng thủ công, hàng handmade không nhé. Đấy, cái đôi nào mà hàng thủ công, hàng handmade thì nó giá của nó sẽ luôn là cao quá hơi, cao quá nhá. Nhưng mà bên em về bán cho bác chỉ chưa tới 500k một đôi thôi. Đó, một đôi hàng thủ công này, chưa tới 500k. Đây, đây cho bác một đôi này. Đôi này cái kiểu cái form nó rất là đẹp luôn. Đây, cái thiết kế là kiểu cái da một vừa cái kiểu da với lại một da bóng các bác. Nó phối với cái hai kiểu da này. Một cái da là kiểu da da mềm với lại một phối với lại cái da bóng á, để nó lúc mà có ánh đèn hoặc các bác đi vào này. Cái hiệu ứng của nó sẽ lên cái đôi giày sẽ rất là kiểu cách các bác ha. Rất là kiểu này, các bác nhìn thấy không? Đó, cái ánh đèn nó chiếu vào nó sẽ tạo cái hiệu ứng cho đôi giày nhá, tạo hiệu ứng cho đôi giày này. Đó, cái form thì bao đẹp cho bác luôn. Đây bác nhìn cái form này, này. Đó, bao đẹp luôn. Cái đế thì khoảng 1 hoặc 2 phân đúng không nhá, 1 hoặc 2 phân thôi. Cái form cực kỳ là đẹp luôn. Cái kiểu dáng là đầu mũi, kiểu đầu mũi tròn nhá, đầu mũi tròn này. Đây, cái form thì bao đẹp luôn. Mà con này em bán cho bác chỉ có 300 ngàn thôi. Của Ý mà, một con của Ý mà cũng chỉ bán cho bác chỉ 300k thôi. Đấy, sale cực kỳ rẻ luôn. 300.000, mã T408, size 42 cho em. Đây, cái form và kiểu dáng rất là đẹp luôn. Mà chỉ có 300k, hàng của Ý cho em nhé. Bên trong lót da toàn bộ luôn này. Hàng của Ý 300k. Đây, một đôi giày lười này. Cái da của con này thì em cũng không rõ là cái da da gì đấy con này. Đây, quay cận chất cho bác xem này. Form kiểu giày lười nhá, kiểu giày lười. Màu là kiểu màu xám, màu ghi, màu xám gì đó. Màu vàng vàng, em cũng không rõ cái màu gì nữa. Trời ơi. Đây con này, nhìn giúp em ha. Bác nhìn giúp em này. Đây, cái màu của nó xinh kiểu màu bạc bạc như thế này ha. Đó, cái dây của nó là dây làm bằng da lộn cho em nhé. Cái dây thiết kế là làm bằng da lộn cho em này. Kiểu dáng giày lười cực kỳ là tiện lợi nhanh chóng này. Dịp Tết thì mấy bác mà đi với con này thì phối đồ thì bao đẹp luôn. Phối đồ là bao đẹp mà rất là tiện nhá. Cực kỳ tiện mà rất là, nói chung là giày lười thì bao là đa dạng phong cách cho bác luôn. Phối với cái đồ nào cũng đẹp và rất là sang nhá, cực kỳ là sang luôn. Đây, cái màu của nó sẽ như này này. Đó, đế thực dạng là một phân đến 1,5 phân, 2 phân á. Đây, chỉ 300 ngàn thôi ơi. 300k size 43, mã T410 cho em ha. T410 này. Đây, cũng được khâu đường lấp rãnh cho em nhé. Để khâu đường lấp rãnh này. Đó, các bác yên tâm là đi mấy cái dòng này sẽ không sợ bị đứt chỉ mà. Mà thực sự là mấy cái dòng này, thực sự là nếu mà người ta khâu đế là các bác biết rồi, rất là chắc chắn luôn. Cực kỳ là bền nhé. Bao bền bị cho bác luôn. Đi là không biết đến khi nào mới thay đôi mới đây này. Đó, cái form cực kỳ là đẹp luôn. Đi với con này thì cực kỳ nhẹ nhá, cực kỳ nhẹ, cực kỳ là thoải mái luôn này. Chỉ có 300k thôi, 300k. Mà còn được bao ship nữa nhá, bao ship luôn. Nếu bác nào mà mình mua mình chịu khó là mình cọc thêm 100k quá nhá. Đây, tại vì còn có mấy đô nữa nè, nên là em cũng tranh thủ lên nhanh một xíu nhá, nên tranh thủ một xíu này. Thực sự là em nói khá là nhiều thôi, thời lượng thì khá là dài bác, nên em tranh thủ là lên nhanh cho bác nhé. Đây, về cái dòng này thì thực sự là cũng rất là nhiều bác chốt đây này. Đó, cái kiểu dáng như thế này rất là nhiều bác hỏi luôn. Vừa hắc chiều ca mà cái form nó rất là kiểu cách luôn này. Đó, các bác nhìn thấy không? Đế là thuộc dạng kiểu người ta làm nổi cái phần đế này lên này. Đó, nó nổi cái phần đế này lên rất là đặc biệt luôn. Đó, nên em cũng không hiểu sao mà cái dòng này rất là nhiều bác chuộng này. Cái kiểu dáng như thế này các bác ha. Da là kiểu da bóng các bác này, da bóng cho em nhé. Da bóng cái phần đế thì nó chỉ mòn xíu xịu xíu thôi, cái phần đế này mòn xíu xịu xíu thôi nhé. Bên ngoài thì da màu đen mà bên trong là kiểu người ta phối lòng lót màu đỏ các bác này, phối lòng lót màu đỏ ở bên trong lót da toàn bộ cho em nhé, lót da toàn bộ này, được may cũng rất là chắc chắn và tỉ mỉ luôn. Form thì bao đẹp cho bác nhé, form là bao đẹp luôn. Đây, em bán cho bác chỉ 350 này, size 40.5 cho em nhé. Đây, bác nào mình muốn được bên em chốt hàng nhanh nhất thì bác có thể là chụp màn hình
cái mã hoặc là nhắn tin qua bên Zalo nhé, trực tiếp qua bên Zalo. Tại vì thực sự là các bác gọi điện rất là nhiều luôn, em không thể nghe máy được hết á, nếu bác chịu khó là mình nhắn tin qua Zalo giúp em ha. Mã là T411 size 40.5 cho em nhé, size 40.5 này, 350 thôi. Đẹp như thế này mà chỉ có 350, form thì bao đẹp bao cứng cáp luôn ha. Nhiều khi thì em có thể nói nhanh quá hoặc là nói nhỏ quá thì bác vẫn có thể là nhắn tin trực tiếp gửi qua cho bên em để bên em tư vấn kỹ hơn. Để khi các bác thực sự là khi mà mình mua hàng á thì mình phải biết là chắc chắn cái đôi giày với lại cái đơn hàng của mình như thế nào thì mình mới đặt hàng quá ha. Nếu bác nào mà mình có thắc mắc gì về cái mặt hàng mình muốn mua thì bác cứ nhắn tin hỏi rõ trước khi đặt hàng cũng nhé. Tránh trường hợp là khi mình nhận hàng tới nơi rồi mình lại bảo là ủa sao không giống hình rồi lại tôi lại như thế này thế kia quá ha. Rất là mất thời gian luôn. Mà dịp Tết thì người ta giao hàng với lại hoàn hàng rất là lâu quá. Có khi là phải đến đến khi có khi là phải qua năm mới luôn nhé. Đó nên các bác nào mà mình mua hàng mình phải chắc chắn rồi mình mới đặt hàng cho em nhé. Đây con này là đế là bằng da cho em này. Đế da và được khâu đường lớp rãnh cơ nhé, đường lớp rãnh và đã được dán một miếng dán top bi sẵn rồi. Đó, kiểu dáng là đầu mũi nhọn này, đầu mũi nhọn xuống này. Đó, con này các bác chỉ còn mua về mình chỉ đánh một ít CC thôi, đánh một ít xíu CC thôi. Đó là bao bóng bao đẹp luôn. Form này con này được may cái đường form như thế này sẽ rất là đường form nhé. Cái đường form này cực kỳ là đường form luôn. Chỉ 385 cho em size 41, mã T142. Mỗi đôi giày nó chỉ có một đôi duy nhất thôi. Mỗi mã là một đôi giày duy nhất thôi. Nên bác nào mà mình thấy đúng size, đúng form mà đúng kiểu dáng mình thích thì mình tranh thủ chốt cho em nhé. Mà đặc biệt thì bên em thì bán với giá cực kỳ rẻ luôn. Nên bác nào mà mình ưng thì mình có thể là chốt thật nhanh cho em này. Đây, bên trong thì cũng được may cái tên thương hiệu rất là đây bác nhá. Đây, thương hiệu Bokage gì đây này. Đó, 385 cho em ha. Đây, một đôi như thế này mà chưa tới 400k, cực kỳ rẻ luôn. Form thì bao đẹp cho bác nhé. Đây, một đôi giày lưới thế này. Con này đặc biệt là có một cái dây dây đai dây này đến nó kiểu đây cái dây đai này vừa tạo hiệu ứng rất là đẹp và rất là kiểu cách các bác nhá. Đây cái thiết kế là có cái đây mấy cái kiểu kiểu này con này. Đó, form thì bao đẹp cho bác luôn này. Màu là màu màu nâu 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 vàng các bác ơi, kiểu màu nâu cam các ơi, màu nâu nâu cam cam kiểu màu vàng bò các bác này. Đó, thực sự là rất là nhiều bác thích cái dòng giày lười mà màu như này luôn. Đấy, thì tranh thủ chốt cho em ha. Đế là bằng đế da này. Đế da cũng được khâu khâu các bác nhá, được khâu này. Mấy con này thì các bác chịu khó là mình mua về mình dán em một miếng toppy ha để mình đi đỡ bị trơn á. Đi đỡ bị trơn này. Đây cái chất da này các bác này. Đó, cái phần này thì nó hơi bị cái gì đen đen này. Mình mua về mình có thể là mình tân trang lại một xíu cho em nhé. Tân trang lại hoặc mình đánh cho em một ít xì là nó cũng ok lại ngay. Đây cái phần đầu mũi này. Bao đẹp bao form đẹp luôn cho các bác luôn. Đây các bác nhìn cái form này, bao đẹp luôn nhá. Đi mấy con này thì bao sang trọng rồi. Bao sang trọng, bao quý phái rồi. Đó, lịch lãm luôn. Bao lịch lãm quá ha. Mà chỉ có mấy trăm ngàn thôi, thực sự là bên em bán quá rẻ ơi. Bán quá rẻ nhá. Bác nào ít nhất cũng phải mua thử mấy đôi cũng nhá. Mấy đôi để mình thay đổi vào dịp Tết này, tranh thủ quá ha. Tranh thủ này. Các bác nào mình ở xa các bác chịu khó là mình đặt hàng sớm nhá. Tại vì em chỉ còn làm có mấy nói chung là em chỉ có lên video khoảng mà mấy cái video nữa thôi là em sẽ nghỉ Tết đúng không ha. Nếu bác nào mà mình chưa sắm đồ Tết hoặc là mình chưa có một đôi giày nào thì mình tranh thủ chốt này, tại vì bên em bán với giá cực kỳ là rẻ luôn. Mã là T413 size 41, giá 385k. Đây một đôi giày cực kỳ là thoải đi, cực kỳ là thoải mái này, cực kỳ là thoải mái, cực kỳ là nhanh chóng tiện lợi này. 300.000, hơn 300k một xíu thôi. Mà cái form với đường may này rất là chắc chắn và form rất là đẹp luôn. 385 cho em ha, 385. Đây một đôi cuối cùng các bác ơi. Một đôi cuối cùng rồi. Cái video thực sự là cái thời lượng khá là dài cũng nhá. Nếu bác nào mình mua hàng mình chịu khó là xem cho em nhá. Đây, tại vì em đã quay rất là chi tiết và cận chất tất cả mọi thứ rồi. Nên các bác cứ yên tâm là khi các bác xem trên video như thế nào thì các bác nhận hàng cũng sẽ như thế các bác ha. Mà nhiều khi là cái màu với lại cái ở ngoài nó còn đẹp hơn ở bên trong video nhá. Đây. Màu nó kiểu màu ruốc ấy các bác ơi. Đây các bác nhìn này. Đây cái form cái màu của nó sẽ như thế này các bác ha, màu ruốc các bác ơi, không phải là màu đen nhá,
mà giờ là màu ruốc này, thương hiệu là tan đi giúp em ha, thương hiệu tan đi này. Đây cái lớp lót này các bác này, trời ơi em nhấn vào mà nó nún như vậy luôn. Các bác biết rồi, khi các bác đi mấy cái dòng này thì sẽ thực sự là sẽ rất là êm nhá, cực kỳ là êm chân luôn. Đó mà các bác là các bác đi đám cưới hoặc là đi vào dịp cuối năm này, mình đi một ngày dài luôn. Đó, mình đi cả ngày dài nó sẽ không hề bị đau chân nhé, mà cực kỳ là êm và thoải mái luôn. Mà cái form và cái đường họa tiết này, họa tiết thì cũng đơn giản thôi, nó chỉ có một cái đường, có một vài đường thôi, nhưng mà không kém phần sang trọng và lịch lãm thôi nhé. Mà chỉ có duy nhất một đôi như thế này mà màu ruốc thôi, màu ruốc game ha, màu ruốc này. Đây, mấy bác mà chung này, chung tuổi này đi mấy con này thì sẽ rất là hợp luôn. Đây con này, phối mấy con này với lại vest với Âu gì đó, hoặc là mình đi vào chơi vào dịp cuối năm, dịp Tết á, dịp Tết mình đi sang gặp đối tác, gặp đối tác họ hàng rồi đó, đi là cực kỳ sang luôn. Đế là bằng đế cao su em ha, cao su cứng á, đế khoảng 3 đến 4 phân thôi. Đây cái đường may như thế này là sẽ được người ta may như thế này sẽ rất là đứng form nhá, cực kỳ là đứng form luôn. Đây, ở cuối video thì em cũng xin nhắc lại lần nữa là khi các bác mua hàng bên em này, các bác nhắn tin gọi điện số Zalo em đã để trên màn hình các bác nhé. Đây 0935752322. Bên em thì luôn bao ship này, các bác nào mà mình mua hàng mình chịu khó là mình cọc thêm 100k. Bác nào mà mới á, bác nào mà mình mới mua hàng bên em lần đầu tiên thì các bác phải cọc 100k thì em mới đi đơn các bác nhé. Còn bác nào mà mình đã mua hàng bên em nhiều lần rồi thì bên em vẫn sẵn sàng ship cho các bác tới tận nhà luôn này. Tại vì nhiều khi là mấy bác mới á, là có khi là làm sao mà biết được, có bác nhiều bác thì mua hàng là lúc thì thích thì đặt, không thích thì thôi á. Nên là bên em thì mỗi đôi giày chứa một kiểu dáng, một kiểu thôi, một đôi duy nhất thôi. Nên bác nào mình phải nhanh tay, mình cọc trước và bên em sẽ ưu tiên và chốt cho người đó trước các bác ha. Và em cảm ơn tất cả các bác đã coi video của em ngày hôm nay.